Các bạn thân mến, vài tiếng trước, đội tuyển Việt Nam đã nhận được tin mừng khi cả 4 học sinh dự Olympic hóa học quốc tế năm 2024 đều giành được huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 2 trên 89 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, xếp hạng ngang với Mỹ và chỉ xếp sau Trung Quốc. Trước đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 học sinh dự thi Olympic vật lý quốc tế đều đạt huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Với thành tích 100% học sinh đoạt huy chương, đoàn Việt Nam nằm trong nhóm các nước có kết quả cao nhất tại kỳ thi năm nay. Đây là một thành tích xuất sắc của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Điều này đã chứng minh với bạn bè quốc tế rằng con người Việt Nam thông minh như thế nào. Chính vì sự thành công trong giáo dục của Việt Nam mà một chuyên gia Malaysia đã làm một video với tiêu đề như sau: Giáo dục Malaysia đang thua Việt Nam, đây là lý do. Video này trình bày một so sánh chi tiết về hệ thống giáo dục ở Việt Nam và Malaysia, làm nổi bật các lĩnh vực mà Việt Nam dường như vượt trội. Chuyên gia này gợi ý rằng Malaysia có thể học hỏi từ các chiến lược của Việt Nam, đặc biệt là trong việc ưu tiên giáo dục, tập trung vào dạy học liên ngành kết hợp giữa nghệ thuật với các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, hỗ trợ phát triển giáo viên và thúc đẩy khởi nghiệp và đào tạo nghề. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo rằng tất cả học sinh, bất kể nền tảng kinh tế xã hội, đều được tiếp cận với giáo dục chất lượng cao. Chuyên gia này nhấn mạnh rằng chính phủ Việt Nam đã đặt giáo dục lên hàng đầu, thực hiện các cải cách toàn diện để cải thiện hệ thống giáo dục. Ngược lại, chuyên gia này chỉ ra rằng chính sách giáo dục của Malaysia không nhất quán và đề xuất cần có kế hoạch ổn định, dài hạn hơn. Việc Việt Nam chú trọng dạy học liên ngành kết hợp giữa nghệ thuật với các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và đào tạo giáo viên dẫn đến sự gia tăng số lượng học sinh đăng ký vào các khoa, vào các môn khoa học. Còn ở Malaysia, chuyên gia này lo ngại về hiệu quả của các chương trình đào tạo giáo viên. Phương pháp của Việt Nam bao gồm việc đánh giá giáo viên thường xuyên dựa trên kết quả học tập của học sinh và một hệ thống khen thưởng cho các giáo viên xuất sắc. Hệ thống này nhằm cải thiện kết quả học tập tổng thể của học sinh. Chuyên gia này cũng bày tỏ lo ngại về việc liệu giáo viên Malaysia có được đánh giá và khen thưởng tương tự như vậy hay không. Ngoài ra, chuyên gia Malaysia còn nêu bật các sáng kiến của Việt Nam trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp từ khi còn nhỏ và nhấn mạnh vào đào tạo nghề. Những nỗ lực này được coi là cách để tạo ra việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Malaysia có thể học hỏi và hưởng lợi từ các chương trình tương tự như Việt Nam để thúc đẩy kinh tế. Cuối cùng, chuyên gia này thừa nhận các vấn đề trong hệ thống giáo dục của Malaysia bao gồm gánh nặng hành chính cao đối với giáo viên và thiếu kỹ năng tư duy phản biện trong số các trường học. Đó là một số chia sẻ của chuyên gia Malaysia mà mình đã tóm tắt. Vậy phản ứng của người Malaysia như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tôi nhớ đến cô giáo dạy toán trước đây của tôi. Cô là một giáo viên rất giỏi và yêu thích giảng dạy. Ngay cả một học sinh yếu như tôi cũng đạt hạng khá dù năm trước bị điểm ép liên tục. Tuy nhiên, có một vấn đề, vì cô quá giỏi nên bị giao nhiều nhiệm vụ không liên quan đến giảng dạy như tham gia các khóa học, vân vân. Nhiều đến mức chúng tôi chỉ gặp cô 2 ngày trong tuần. Cô bù đắp cho sự vắng mặt của mình bằng cách dạy các lớp của mình nửa ngày vào cuối tuần mà cô không ép buộc học sinh nào phải tham gia, vì lỗi là do cô chứ không phải do học sinh. Việt Nam là một quốc gia chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Sự nhấn mạnh vào giáo dục của họ tương tự như các nền văn hóa chịu ảnh hưởng của Nho giáo khác. Tại các quốc gia phát triển, giáo viên thường có nền tảng học vấn sâu sắc. So sánh với Malaysia, nơi mà các học sinh xuất sắc thường theo đuổi các lựa chọn khác, làm việc ở nước ngoài và không trở về. Thực ra không chỉ chính sách của chính phủ mà còn do văn hóa Việt Nam, một nhấn mạnh vào giáo dục trẻ em. Điều này tương tự như các nước Đông Á khác. Việt Nam về mặt văn hóa thuộc Đông Á, mặc dù về mặt địa lý nằm ở Đông Nam Á. Nếu bạn thăm Việt Nam, bạn sẽ thấy nhiều tập quán văn hóa giống như miền Nam Trung Quốc. Đây là một phần của Đông Á. Một đặc điểm chung của các quốc gia Đông Á là tất cả đều sử dụng đũa khi ăn uống. Đúng vậy, nếu bạn nhìn vào văn hóa và lịch sử của Việt Nam thì bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy sự trỗi dậy của Việt Nam như một cường quốc kinh tế toàn cầu. Họ chỉ là hàng xóm của Trung Quốc và có nhiều nét văn hóa tương đồng cũng như đạo đức làm việc gần giống như người Trung Quốc. Để bạn biết, Việt Nam đã bị Trung Quốc cổ đại cai trị liên tục trong khoảng 1.000 năm, vì vậy văn hóa và một số tập quán vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Hai sự thật khác mà chúng ta nên chú ý là: đầu tiên, Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc cổ đại để giành độc lập và cuối cùng trở thành một vương quốc có chủ quyền và sau này là một quốc gia. Thứ hai là sự thật mà tất cả chúng ta đều biết, đó là chỉ vài thập kỷ trước họ đã đánh bại Mỹ hùng mạnh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, mặc dù có vũ khí và công nghệ kém hơn rất nhiều. Vì vậy, hai sự kiện này là bằng chứng cho thấy người Việt Nam thực sự là những người rất kiên định. Làm thế nào để vượt qua Việt Nam? Khi chúng ta sợ hãi hệ thống dựa trên thành tích trong việc tuyển sinh,
ngay cả khi chúng ta đã tụt lại phía sau các quốc gia châu Phi. Chính xác, học phí mẫu giáo tư thục ở Malaysia đắt đỏ một cách phi lý, mà ngay cả khi vào lớp 1 vẫn còn nhiều điều cần phải học hỏi, đặc biệt là ở các trường tiểu học Trung Quốc. Theo ý kiến của tôi, giáo viên cần tập trung vào việc giảng dạy và đào tạo. Tiếng Anh phải được nhấn mạnh trong các môn học, đặc biệt là ở cấp trung học. Như bạn đã đề cập, cần tách chính trị ra khỏi giáo dục nếu Malaysia không muốn bị tụt lại xa hơn so với Việt Nam. Các bộ óc trong Quốc hội hãy tỉnh táo lên. Việc trở thành quốc gia có thu nhập cao không phải lúc nào cũng liên quan đến giáo dục cao, vì Việt Nam đã làm tốt hơn về giáo dục so với Malaysia trong nhiều năm. Tại sao Việt Nam vẫn chưa trở thành quốc gia có thu nhập cao? Tôi không nghĩ rằng việc luôn gắn giáo dục cao với thu nhập cao là chính xác. Bạn đúng, giáo dục cao không phải lúc nào cũng chuyển hóa trực tiếp thành thu nhập cao. Hệ thống giáo dục của Việt Nam có thể mạnh, nhưng có nhiều yếu tố góp phần vào việc trở thành một quốc gia có thu nhập cao, chẳng hạn như chính sách kinh tế, phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu. Mặc dù giáo dục là rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một phần trong bức tranh lớn để đạt được thu nhập cao và thịnh vượng kinh tế. Sau khi Việt Nam kết thúc chiến tranh với Hoa Kỳ, đã xảy ra một cuộc xung đột biên giới với Trung Quốc cho đến những năm 1989. Và năm 1995, lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây đã được dỡ bỏ. Và vào năm 1999, Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam chỉ gia nhập nền kinh tế thị trường vào năm 2001 và gia nhập WTO vào năm 2007 thông qua nhiều cuộc đàm phán với nỗ lực của Bộ trưởng Thương mại. Vào đầu những năm 2000, người Việt Nam phải đi làm ở Malaysia vì cuộc sống còn đói nghèo và thiếu thốn. Nhìn lại, Việt Nam chỉ có chưa đầy 25 năm để tự do phát triển nền kinh tế của mình. Lúc này, Malaysia đang lấy Việt Nam làm mô hình về giáo dục thay vì các quốc gia như Singapore, Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Đừng lo lắng, ngay cả Mỹ và các nước khác cũng đang nhìn vào Việt Nam để xem có thể học được gì, Việt Nam khá mạnh. Chúng ta nên học hỏi từ các quốc gia phát triển về cách họ thay đổi hệ thống chính trị mà không ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục chất lượng cao của họ. Trên thực tế, các nghề nghiệp tập trung vào tôn giáo ở Malaysia phổ biến hơn và dễ kiếm tiền hơn mà không bị đánh thuế. Việt Nam có một nhóm dân tộc chủ yếu là người Kinh, vì vậy việc dạy và giao tiếp trở nên dễ dàng hơn vì tất cả đều nói tiếng Việt. Trong khi đó, Malaysia có nhiều nhóm dân tộc và ngôn ngữ khác nhau, nên tôi hiểu tại sao Malaysia khó cạnh tranh với Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục của Việt Nam cũng không hoàn hảo vì hầu hết các trường công, thường là các trường cấp thấp, chỉ cho phép học sinh học lý thuyết mà không áp dụng vào thực tế. Một vấn đề khác là tham nhũng, nơi mà bạn có thể chi tiền để mua bằng cấp, điểm số. Bạn có sống ở Việt Nam không? Kiểu nhận xét của bạn đã chứng minh điều ngược lại. Tôi yêu những người ảnh hưởng trên mạng xã hội chỉ trích này. Cần nhiều nội dung như thế này hơn được chia sẻ. Tại sao chúng ta lại so sánh với Việt Nam? Tại sao không phải Campuchia hay Lào? Toán học ở Việt Nam lẽ ra đã phải tiến bộ hơn từ nhiều năm trước. Không còn gì để nói nữa, đất nước này đã không còn bước ngoặt nào từ sự tụt dốc thảm hại so với các nước ASEAN khác. Trong những năm 90, nếu bạn chọn ngẫu nhiên một học sinh từ Hà Nội so với Kuala Lumpur, học sinh từ Hà Nội sẽ vượt trội hơn so với học sinh từ Kuala Lumpur. Malaysia không hề thua kém, Việt Nam đã bị kìm hãm do chiến tranh, dẫn đến nghèo đói và thiếu thốn. Khi họ phục hồi, họ sẽ lấy lại vị trí xứng đáng của mình. Thành công trong giáo dục của Việt Nam thật đơn giản, đó là văn hóa. Họ giống như người Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, người Singapore gốc Trung Quốc, tức là các quốc gia bị ảnh hưởng bởi Nho giáo trong thời kỳ cổ đại, nơi Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong văn hóa. Họ hiểu rằng cách duy nhất để thoát khỏi nghèo đói là thông qua giáo dục, không phải chờ đợi phước lành từ trời. Các bậc phụ huynh ở đây sẵn sàng chi 50-70% thu nhập và thời gian của họ cho giáo dục của con cái. Chính phủ của Việt Nam cũng vậy. Đa số người Malaysia không có văn hóa coi trọng giáo dục. Ngược lại, các quốc gia như Việt Nam tôn vinh thành tích học tập xuất sắc trong cộng đồng của họ. Họ tự hào về thành công của học sinh. Điều này tạo ra một nền văn hóa giáo dục mạnh mẽ. Trong khi đó, giáo viên vẫn phải đối mặt với các vấn đề cũ như gánh nặng hành trình quá lớn, triển vọng thăng tiến nghề nghiệp u ám và các đánh giá KPI thiếu chính xác đã ám ảnh chúng ta hàng thập kỷ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục có những cuộc tranh luận vô tận mà không tìm ra giải pháp lâu dài. Một trong những cái cớ phổ biến nhất là đổ lỗi cho các trường dân tộc. Bạn biết có bao nhiêu trường tư, trường đại học và trường học tại nước ta hiện nay không? Nếu các trường công của chúng ta có thể trở thành những trường hàng đầu như một số quốc gia, tôi đảm bảo rằng mọi người sẽ xếp hàng để vào học.
Tôi là một giáo viên. Thứ nhất, đào tạo không đầy đủ là một vấn đề. Malaysia quá chậm trong việc cung cấp giáo viên được đào tạo đúng cách. Họ chỉ định các vị trí cho những người tốt nghiệp không chuyên ngành giáo dục và chỉ cung cấp ít đào tạo cho họ. Thứ hai, xung đột giữa những giáo viên theo phương pháp cũ với những giáo viên mới. Giáo dục là một hệ thống động. Khi hệ thống thay đổi, cách dạy học cũng thay đổi. Nhưng giáo viên cũ không thể thích ứng. Sự bất đồng về hiểu biết và quan điểm trong số các giáo viên khiến việc hợp tác trở nên khó khăn. Thứ ba, đào tạo luôn được cung cấp cho giáo viên. Nhưng chỉ như xoa dịu vấn đề tạm thời, đưa mọi thứ đến tay chúng tôi, rồi kỳ vọng chúng tôi thực hiện mà không có cơ sở vật chất, thiết bị, ngân sách đầy đủ. Thứ tư, thiếu sự đánh giá cao và hệ thống thưởng phạt. Có một số nhưng thường chỉ là hình thức, một số chỉ dựa trên yếu tố wow thay vì hiệu quả và tính khả thi. Thứ năm, thiếu quyền lực. Giáo viên hiện tại gần như không thể làm gì. Mọi người dường như đều ở trên chúng tôi, ngay cả học sinh. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, chúng tôi không thể làm gì. Hệ thống lắng nghe cha mẹ nhiều hơn là giáo viên. Không ai lắng nghe, không ai thực sự quan tâm, chỉ có những người bên ngoài chỉ trích giáo viên đây đó. Thực tế là mọi thứ nhìn trên giấy tờ có vẻ ổn và đẹp. Hệ thống nói rằng họ đã làm một cái này cái kia và nhiều chương trình khác nhau. Nhưng ở đây, mọi thứ là một mớ hỗn độn và không ai thực sự quan tâm. Đó là một số phản ánh của cư dân mạng Malaysia. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.